Hello, ta chào Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp các bạn tại kênh TV Chinese. Chúng ta đang tìm hiểu series tiếng Trung cấp tốc 2021. Chúng ta đã trải qua hai video. Hôm nay chúng ta sẽ sang phần thứ ba. Đó là chúng ta sẽ tìm hiểu những cụm từ để thể hiện sự lịch sự trong giao tiếp và những từ này phải đảm bảo là rất là phổ biến và sẽ được sử dụng được nhiều nhất. Cho nên là cái series này S đã để ý cái từ phổ biến các bạn lưu ý cái từ phổ biến nhé sẽ được sử dụng nhiều trong giao tiếp để cho các bạn mới học sẽ dễ, tiếp, dễ dàng tiếp cận hơn à, chúng ta cùng bắt đầu bài ngày hôm nay xia 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 cảm ơn dĩ nhiên rồi xia xia đây là một từ mà các bạn mới học bắt buộc phải biết chỉ trong một thời gian ngắn là các bạn có thể làm quen được rồi đúng không ạ xia 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 cảm ơn bạn các bạn cũng có thể nói là xìa xịa nỉ, cảm ơn bạn, xìa xịa nỉ, hoặc là xìa xịa, chiêu khởi gì ạ? Ngoài ra thì chúng ta có một từ khác đó là từ Cản xịa, cản xịa, cản xịa Thì các bạn nghe tiếng Việt mình có một từ gì giống đúng không ạ? Có từ gì? Từ cảm đúng không ạ? Chính là cảm tạ đó, cản xịa, cản xịa, cản xịa nỉ cũng là cảm ơn các bạn có thể nhấn mạnh thì chúng ta có thể thêm phê trắng đằng trước này phê trắng phê trắng là rất phê trắng cản xưa phê trắng cản xưa cảm ơn bạn rất nhiều phê trắng cản xưa Và để thể hiện sự lịch sự thì các bạn cũng có thể đáp lại bằng một câu khá là hay đó chính là Bú rừng xỉa Bú rung xìa Bú rung xìa Rung, rung là dùng Bú là không Bú rung xìa có nghĩa là Không cần phải cảm ơn nó thì chúng ta hiểu thô như thế Còn thực ra thì chúng ta chỉ cần Bú rung xìa có nghĩa là Không có gì, không cần phải cảm ơn Nó giống mấy cái từ là Bú khơ chỉ Bú khơ chỉ Bú khơ chỉ, bú khơ chỉ Nghĩa là không cần phải khách sáo chúng ta tìm hiểu một từ nữa mà cũng khá là hay chúng ta nhớ cả bốn từ này nhé chúng ta sẽ đọc liền nhau từ này có nghĩa là xin lỗi nhưng mà ở mức độ rất là nhẹ không hẳn là giống như từ xin lỗi tiếng việt nam mình Đấy, chúng ta chỉ hiểu là ở mức độ rất là nhẹ thôi ví dụ như là các bạn đang đi trên đường ở, ở một cái hành lang đường rất là nhỏ phía trước có mấy người đang đi đằng phía trước chặn đường của bạn và bạn vội bạn muốn đi vượt qua người ta thì các bạn có thể đi gần tới và các bạn sẽ nói là pu hà is pu sự có nghĩa là để đánh động phía trước những người phía trước biết là chúng ta đang ở phía sau đó thì người ta sẽ né đường cho chúng ta đi đó là pu hà is sự dĩ nhiên trong trường hợp này thì các bạn có thể nói từ chưa cuối xẹo chưa cuối xẹo có nghĩa là nhường được một chút đó còn không thì các bạn có thể dùng từ pu sự". ngoài ra từ pu y sự còn được sử dụng trong một trường hợp nữa đó chính là uh, giống như trong tiếng việt mình đó là ngại hoặc là thể hiện sự xấu hổ à, pu hảo is rất là xấu hổ đó còn trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hiểu nó mang tính chất là xin lỗi hoặc đánh động người khác còn từ xin lỗi chính thống được sử dụng khá là nhiều đó từ Tôi bù chỉ Tôi bù chỉ Tôi bù chỉ. Từ này nghĩa là xin lỗi Tôi bu chỉ Chỉnh uân Chỉnh uân Chỉnh uân Xin hỏi Đây là một câu rất là lịch sự để chúng ta muốn nhờ vả một ai đó, muốn hỏi người ta một cái gì đó thì chúng ta sẽ dùng từ chỉnh uân Ví dụ như Chỉnh quân yếu chí chai nã Yếu chí chai nã Yếu chí chai nạ là biêu điện ở đâu? Chỉnh quân Hổ chơ chan chai nã à, Tàu điện ở đâu? Hoặc là Chỉnh quân yên hàng chai nã nó Ngân hàng ở đâu? Chỉnh quân chưa cơ tôi sảo chén Xin hỏi cái này bao nhiêu tiền? Chỉnh quân Chỉnh quân thể hiện rất là lịch sự khi chúng ta muốn hỏi một điều gì đó thì các bạn nhớ nhé có từ chỉnh uôn còn phía sau là câu hỏi chỉnh uôn má phán nỉ lơ má phán nỉ lơ à, má phán má phạn là. là làm phiền má phán nỉ lơ là. là xin lỗi đã làm phiền bạn rồi đó má phán nỉ lơ mấy uôn thí mấy uôn thí mấy uân thí uân thí là vấn đề mấy là không mấy uân thí là không vấn đề gì cũng có nghĩa là không sao mấy uân thí không sao hảo tận hảo tận hảo tận có nghĩa là đồng ý ok đó hảo tận hảo tận như vậy là trong những giây phút vừa rồi admin và các bạn đã tìm hiểu những câu được sử dụng phổ biến để thể hiện sự lịch sự đây là những câu mà các bạn muốn học trong thời gian ngắn để các bạn đi du lịch hay đi công tác thì đây là những câu các bạn không thể không nốt lại, không ghi lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau ở video tiếp theo trong series Tiếng Trung Cấp Tốc 2021 này. Xin, xin chào tạm biệt.